Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV hạng sang đến từ nước Đức quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Audi Q5 đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Audi Q5 được sản xuất tại Đức, nhưng chiếc xe này là bản xuất Mỹ quý vị và các bạn nhé. Nhập trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, nhập về Việt Nam là 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp, 30E21488. Chiếc xe mới lăn bánh được 6 vạn km thôi, chạy từ năm 2016 đến bây giờ là tính ra là 6 năm rồi. Nhưng chiếc xe mỗi năm chạy khoảng 1 vạn km thì quý bạn biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe hàng hiệu, những chiếc xe hạng sang như những chiếc xe này ạ, gần như là chủ xe đều đi rất là ít và rất là giữ gìn, cho nên là chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở cái phiên bản xuất Mỹ là cái phiên bản là cao cấp nhất quý bạn nhé, option nhiều nhất ạ. Tại thị trường Việt Nam mình thì là đa số là bản nhập hãng thôi, còn là những chiếc xe mà bản nhập Mỹ này thì rất là ít quý bạn nhé. Có thể nói là hiện tại ở trên thị trường đang sử dụng thì rất là nhiều, nhưng mà tại chợ xe thì chỉ có chiếc xe này là bản xuất Mỹ thôi quý bạn ạ. Còn lại là đa số là bản nhập hãng, cho nên là giá cả nó khác nhau ạ. Bản xuất Mỹ giá cả cao hơn và option nó nhiều hơn ạ. Nó hơn những cái bản ở xuất trong thị trường Việt Nam mình. Ví dụ như bản hãng là thị trường Việt Nam mình ạ, là nó chỉ được trang bị loa Bose thôi. Nhưng chiếc xe này được trang bị là loa Bang. Và thứ hai nữa là option nhiều hơn, nội thất ghế da cao cấp, ghế chỉnh điện này, nhớ ghế này, sấy ghế này. Đấy, rất là nhiều option. Hơn nữa là chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ, ví dụ như là màn hình Android xịn đặt nhập trực tiếp từ nước ngoài về quý bạn nhé. Vì là màn hình cho những chiếc xe xịn này là phải lắp đồ xịn thì mới lắp được. Còn những cái màn hình của những chiếc xe khác thì có thể lắp màn hình Android bình thường vài triệu cũng có thể lắp được rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 1 tỷ 099 triệu đồng quý bạn nhé. Biển 88 thì tôi bán đuôi là 099, 1 tỷ 099 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Audi Q5 2015 bản xuất Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Audi Q5 phiên bản xuất Mỹ 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu, chia sẻ đến quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Audi Q5 2016 phiên bản xuất Mỹ, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đã lăn bánh 6 vạn km quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1.099.000.000 đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Audi Q5 này của chúng tôi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.